from the rain and snow. Trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be my guiding star. It's easy. Take me to your heart.
make your body rock and dance. Let's get ready for the party tonight. Hôm nay sao quá vui. Em ơi
Dạ ơi, đó là phần bổ tay đã xong. Và bây giờ ở trên màn hình này, chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi mà cách đây khoảng chừng 10 năm nó rất là nổi tiếng ở trong các cái siêu thị. Đó là những cái máy nhảy cung đó, chị biết không ạ? Cái máy nhảy cung đó. Dạ rồi, bây giờ phần thi chúng ta như sau. Các anh chị nhìn lên trên trường nhà giùm em, những người ở trong kia nhìn lên trường giùm em, sẽ có những cái cảm biến hành động. Ở trên này tụi em sẽ có một đoạn video clip hình dung nhảy như thế nào, mọi người nhảy y chang như vậy. 1, 2, 3, 1 tràng vỗ tay cho ta. Justin, William, xin phép được bắt đầu. Sau khi tốt nghiệp xong thì chúng ta sẽ làm
cùng với những người cộng sự của mình tạo nên chương trình học bổng Việt Úc Family, đánh dấu một bước ngoặt thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam. Một lời cảm ơn thì chưa đủ, thì các bạn sinh viên của chúng ta sau khi đã tham dự chương trình này chắc là có rất nhiều cách để mà quay trở lại cảm ơn tình cảm của người bố của em. Đó là các bạn cố gắng hoàn tất chương trình học một cách thời gian ngắn nhất với thành tích tốt nhất, và sau đó chính các bạn là những trụ cột trong gia đình. Chúng ta đi làm không có được nguồn thu nhập nuôi sống bản thân mình, hỗ trợ cho gia đình, bên cạnh đó tiếp tục lan truyền nhiều hơn nữa những ý nghĩa nhân văn của những việc làm tuyệt vời. Và không ai có thể tin rằng một người sống đơn giản như là Đất có thể là tận tụy cống hiến, làm một công việc chỉ là việc cho đi trong suốt 27 năm dài ròng rã của cuộc đời, kiên trì, tâm huyết và gần như dành cả thanh xuân, cả cuộc đời cho đất nước Việt Nam và rất nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam. Một lần nữa chúng ta hãy cùng hướng về cha người bố Robert một cái tay để cảm ơn ông ạ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng thầy tụ về đây và sau một năm học tập và làm việc vất vả, để chúng ta cùng có dịp được chia sẻ, được giao lưu, được học hỏi và đặc biệt kể cho nhau nghe trong năm qua chúng ta đã có điều gì mới. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho chương trình của Việt Úc Family, chúng ta sẽ ngày càng được tiến xa hơn, sẽ có thật nhiều những bạn sinh viên sẽ tiếp cận được chương trình học bổng này. Kính thưa quý vị, đến với buổi tiệc hôm nay, một lần nữa chúng ta xin được chào đón sự hiện diện của các vị khách quý cùng tham dự chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là một người anh cả của chương trình, người đã luôn chăm chỉ làm việc và đặc biệt là người đã hỗ trợ từ những ngày đầu của chương trình học bổng. Và bên cạnh đó là chăm lo cho đời sống của các bạn sinh viên Việt Nam, thậm chí chăm lo luôn cả tâm sinh lý luôn các chị nha. Dạ, một tràng pháo tay xin được chào đón anh Nguyễn Hoàng Cường. Và tiếp theo là xin được chân trọng giới thiệu sự hiện diện của những người bạn đặc biệt, và chúng tôi xin được phép là những người bạn đặc biệt đầu tiên, đó là các anh các chị đến từ công ty STD&S đã giúp đỡ cho Việt Úc Family bằng nhiều hình thức khác nhau. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu anh Mai Sơn là cố vấn của công ty. Xin được chào đón anh ạ. Xin được cảm ơn. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu giám đốc của công ty STD&S anh Phước Trung. Xin được giới thiệu và chào đón chị Phan Dung, giám đốc tài chính của công ty STD&S. Dạ rồi, và tiếp theo là những người bạn của Đếp. Xin được chào giới thiệu anh Triệu. Dạ, anh Triệu cùng với chị Phương nè. Và tiếp theo nữa, xin được giới thiệu là chú Huy Nam, hiện nay đang là chuyên gia kinh tế tài chính chứng khoán độc lập. Dạ, chào mọi người bạn rất là thân và vui vì diện cho các buổi học hành hàng năm của chúng ta tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một lát nữa khi mà chúng vào chương trình tiền rồi thì các chị sẽ là tranh thủ chúng ta sẽ cùng các chị giao lưu với các anh khách mời, để chúng ta sẽ có gặp được đầu tiên chúng ta sẽ phát triển tình mối quan hệ mới, sau đó thì chúng ta sẽ công ty đến hỗ trợ trong công việc và làm ăn cũng được. Dạ rồi, và cuối cùng một người quan trọng nhất, có được người này thì buổi tiệc của chúng ta mới kéo dài được 27 năm với rất nhiều những niềm mong mỏi, với rất nhiều những sự mong chờ, bởi vì một năm chúng ta gặp nhau một lần thôi. Please welcome Mr. Dan Robert Stevenson.
cựu sinh viên đã từng là thành viên tham dự là một năm tốt của chương trình học bổng thì một phương duy, và bên cạnh đó cũng là những bố mẹ người thân, và làm việc hôm nay còn có các bé nhỏ, những năm non tương lai của đất nước chúng ta. Một cái bắt tay để cùng nhau các bạn nha. Cùng với Vietcook Family, và ở đây có một nhân vật đặc biệt nữa, lúc nãy em đã có giới thiệu rồi, đã đồng hành cùng với Tết từ năm 2006, một hành trình dài hơn 20 năm, và cùng với Tết giúp đỡ cho rất nhiều bạn sinh viên, đó là anh Nguyễn Hoàng Cung. Và xin được trân trọng kính mời anh Cung tiến lên sân khấu để chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày hôm nay, và cũng như chúng ta sẽ điểm danh lại và chúng ta sẽ cùng nhìn lại chặng đường trong năm 2024 chúng ta đã đi qua với những điều tự hào như thế nào. Một tràng tay cho anh Nguyễn Hoàng Cung ạ. Kính thưa các vị khách quý, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các thành viên gia đình Việt Úc thân yêu, kính thưa Dad Robert, người cha kính yêu của đại gia đình Việt Úc, buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau họp mặt để chia sẻ niềm vui và tự hào về những thành tựu của đại gia đình Việt Úc. Buổi gặp gỡ này không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại hành trình hơn 20 năm qua, mà còn để tri ân những người đã góp phần tạo nên thành công của gia đình chúng ta. Suốt chặng đường dài hơn 20 năm qua, đã đồng hành cùng với Vietcook Family, giúp đỡ gần 1.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Đã không chỉ cung cấp sự hỗ trợ về tài chính, mà còn đến thăm gia đình các em sinh viên ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, thăm phòng trọ của sinh viên để hiểu rõ hơn về tình hình ăn ở, học tập của các em. Từ đó, Dad đã có những cho những bạn trẻ có hoàn cảnh kém may mắn có cơ hội tiếp cận với giáo dục. Điều đó không chỉ thay đổi cuộc sống của chính các em, mà còn góp phần thay đổi tương lai cho gia đình và xã hội. Buổi tối hôm nay là thời điểm để chúng ta nhìn lại những thành tựu mà Vietcook Family đã đạt được. Kết thúc năm học 2024, chúng ta có 32 sinh viên đã tốt nghiệp trên toàn quốc, mang đến niềm tự hào lớn cho gia đình Vietcook chúng ta. Chúng ta không chỉ chúc mừng các em vì đạt được mục tiêu của mình, mà còn tự hào vì sự nỗ lực, cố gắng của các em trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, trong năm học 2024, Vietcook Family đã giúp đỡ thêm 16 sinh viên mới. Gia đình Vietcook luôn mở rộng vòng tay để đón nhận và hỗ trợ những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, 121 sinh viên đang theo học tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kon Tum, Nam Định, Thanh Hóa. Họ là niềm hy vọng và là một tương lai tươi sáng hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, đại gia đình Vietcook của chúng ta đã phát triển lên đến 920 thành viên. Với sự dẫn dắt của Dad, không chỉ riêng các sinh viên tốt nghiệp mà cả gia đình Vietcook đã trưởng thành mạnh mẽ. Nhiều thế hệ thành viên đã đạt được những học vị cao như thạc sĩ, tiến sĩ và thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, chuyên gia công nghệ, thậm chí cả nghệ sĩ và nhạc sĩ. Một số thành viên hiện đang công tác và học tập tại nhiều quốc gia trên thế giới, trở họ là những đại diện xuất sắc của đại gia đình Vietcook chúng ta. Dad không chỉ quan tâm đến việc học của các thành viên mà đồng hành cùng với họ trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Dad đã tham dự lễ tốt nghiệp, lễ thành hôn và luôn ở bên các em trong những giai đoạn khó khăn, những lúc khủng hoảng trong cuộc sống hay ốm đau bệnh tật. Đây là những dấu mốc thể hiện của yêu thương sâu sắc, sự tận tụy không ngừng của Dad dành cho các thành viên. Buổi họp mặt và trao bằng khen hôm nay không chỉ là sự công nhận về thành tích học tập của các bạn sinh viên, mà còn là lời nhắn nhủ đến tất cả hãy tiếp tục nỗ lực để trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội. Để đạt được điều này, các em nên ghi nhớ và luôn mang theo trong hành trình của mình: một, tôn trọng giá trị của giáo dục. Giáo dục không chỉ là chìa khóa để mở ra cơ hội mới, mà còn là nền tảng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy coi trọng việc học tập không ngừng trong nội kiến thức
kỹ năng mới, bởi đây chính là hành trang để các em vững bước trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. 2. Kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Thành công không đến từ sự may mắn mà là kết quả của sự kiên nhẫn và lao động chăm chỉ. Các em hãy luôn nhớ rằng dù con đường có khó khăn đến đâu, chỉ cần nỗ lực không ngừng và quyết tâm, chắc chắn các em sẽ đạt thành tựu lớn. 3. Tình yêu thương và lòng biết ơn. Hãy luôn biết ơn những người đã giúp đỡ các em trên con đường trưởng thành, từ gia đình, thầy cô đến các anh chị em trong đại gia đình một lúc. Đừng quên rằng cuộc sống không chỉ đơn giản chỉ là nhân mà còn là sự cho đi. Khi các em đã thành công, hãy nhớ dùng kiến thức và khả năng của mình để giúp đỡ những người khác, giống như cách mà các đã giúp đỡ các em. 4. Tư duy hướng về cộng đồng. Mỗi thành viên của Facebook không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho cả gia đình, cộng đồng và đất nước. Hãy luôn nhớ rằng sự thành công của cá nhân không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của gia đình và xã hội. Đó là trách nhiệm và sứ mệnh của một con người. Về slogan Facebook: mơ ước, tin tưởng và hành động. Dream, believe and do. Cuối cùng, tất cả chúng ta xin chân thành cảm ơn Đạt vì những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà Đạt đã dành cho đại gia đình Facebook suốt thời gian qua. Kính chúc Đạt sức khỏe, tiếp tục là nguồn sáng dẫn dắt các thế hệ sinh viên tiếp theo. Kính chúc sức khỏe tới các vị khách quý, các bậc phụ huynh và tất cả thành viên Facebook Family. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến như lời chia sẻ của đội của anh Cung, thì một những lý do rất là quan trọng mà chúng ta gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay đó là chúc mừng và chúng ta trao những phần thưởng là một giấy khen để động viên tinh thần cho một cái bạn hành trình 4 năm và thậm chí có thể hành động lên đến 7 năm là các bạn sinh viên. Và bây giờ xin được trọng kính mời đại diện của một trong hai bạn đã hoàn tất được quy trình học của mình rất là vất vả, và xin được trọng kính mời em Dương Minh Hiếu, hiện nay đang theo học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tiến lên sân khấu để chia sẻ con đường của mình và cũng như là sức khỏe. Lời đầu tiên cho con kính thưa bạn, con kính thưa Đạt, Robert, kính thưa anh Cung, quý vị khách quý và toàn thể anh chị trong gia đình Facebook. Con tên là Dương Minh Hiếu, con vừa tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Hôm nay được đứng ở đây là vì cho các bạn trong ban khen người tốt. Con xin phép được bày tỏ đôi lời từ tận đáy lòng mình. Thưa gia đình Việt Quốc, con sinh ra và lớn lên ở vùng đất linh thiêng đầy nắng và gió, nơi mà người dân bên con bao đời gắn với ngành trồng hành tím. Nhưng những năm tháng cuối cấp 3 của con không chỉ là những câu chuyện về những mua hành mà còn là những cái thanh niên trung chất chứa bao lo âu. Gia đình con đã trải qua những mùa mất trắng, hành tím không thể phát triển được để cứu lấy mùa vàng, và cũng để có chút tiền cho cuộc sống và chuẩn bị cho ba mẹ. Những người đã chịu được về tập vì gần 40 năm dầm mình trong phân bón và thu bó họ. Ba mẹ con phải chạy quay khắp nơi, quay đường để con giếm. Cả ba bà mẹ con từ mắt, bệnh đường mắt, viêm phổi. Cho tiếp xúc với hơi thở lâu ngày, hình ảnh ba mẹ mệt mỏi, ốm yếu, nhưng vẫn cố gắng làm việc vì tương lai của con đã ăn sâu trong tâm lý của con. Và chính điều đó khiến con đắn đo lưỡng lự những việc tiếp tục học đại học hay dừng lại để không làm gánh nặng thêm cho ba mẹ. Nhưng rồi may mắn đã đến với con nhờ sự giới thiệu của anh trai. Khi đã tiến đến hoàn cảnh của gia đình con đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng to lớn từ đá. Ngày anh trai của con nói rằng đã sẽ hỗ trợ con hoàn thành ước mơ đại học, con đã không tin vào tay của mình. Cảm xúc trong con lúc ấy ngập tràn vui thì hạnh phúc đến không thể để diễn tả thành lời. Chính Đạt đã thắp lại ngọn lửa hy vọng cho con, giúp con tiếp tục con đường học tập mà con hằng mơ ước. Và hôm nay đứng trước mặt mọi người với tấm bằng tốt nghiệp trên tay,
con càng cảm thấy lòng mình đào dâng niềm biết ơn sâu sắc. Tát Robert, người cha thứ hai của con, người con luôn khắc ghi trong tim sự hy sinh ơn và tình thương vô điều kiện mà đã dành cho con, đã không chỉ cho con cơ hội để được học hành mà còn là người cha vĩ đại bao dung và đầy tình yêu thương với tất cả anh chị em trong gia đình Việt tốt. Con cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ quý báu của anh Công, anh Hà và các anh chị em khác như anh Hân, anh Tung, những người chỉ dạy sự hướng dẫn tận tâm của mọi người là động lực lớn lao để con vượt qua những khó khăn trong suốt quãng đường học tập. Con xin hứa sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự yêu thương hỗ trợ của của gia đình Việt Úc để mang lại niềm tự hào cho ba mẹ, cho những người đã luôn tin tưởng và theo dõi con. Cuối cùng, con xin kính chúc cả anh Trung, anh Hà và tất cả mọi người trong gia đình Việt Úc luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Con xin chân thành cảm ơn. Bên cạnh những lời chia sẻ rất là tình cảm, rất là chân thực vừa rồi thì đại diện cho hai bạn ngày hôm nay thì bạn Hiếu cũng có một món quà nhỏ nhỏ, đó là một bó hoa xin được gửi đến cho Dad Robert Stevenson. I would like to invite Dad Robert Stevenson to the stage. The student will present a gift as a thank you for your care, for your support. Một tràng pháo tay. Con học viện bên học tập
nhưng cũng có nhiều lưu đạn đó nha, một tia sáng. Khi tôi gặp được anh Minh, một phụ huynh có con nhỏ học tổng tự đạt, và anh đã giới thiệu tôi với gia đình anh ta. Và anh bắt tôi nhận được sự giúp đỡ của anh, tôi như được giúp bỏ một phần nào cảnh mạnh. Chính sự giúp đỡ quý giá của anh Thiền đã có thể hoàn thành 4 năm đại học cầm phần tốt nghiệp chúng ta và không dừng lại đó. Con tôi đã đi ra trường nhanh chóng tìm được một công việc làm ổn định, làm kế toán cho một công ty gần 10 năm qua. Hơn thế nữa, cháu đã cố gắng giúp cho hai đứa em học hành để cho đến chung. Giờ đây 10 năm đã trôi qua, hai cô em gái của mình cũng được trưởng thành và có công việc ổn định. Con gái thứ hai của tôi hiện là trong một lĩnh vực xuất nhập khẩu, còn đứa út thì là trong một mảng hành chính nhân sự. Điều tuyệt vời hơn là ba chị em gái giờ đang đều là cùng một công ty, sống nhau như những người bình thường, thân thiết và gia đình ấm áp. Cuộc sống của chúng tôi hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn. Những khó khăn và vất vả năm nào dường như đã ở lại phía sau. Vợ chồng tôi đã vượt qua mọi sóng gió và hàng gánh, giờ là chủ. Chúng tôi đang sống hạnh phúc, chủ bên nhau thì cũng đã có một gia đình và trở nên đã được một cháu ngoại. Mỗi khi nhìn lại, tôi luôn cảm biết ơn anh. Sự giúp đỡ của anh không chỉ mở ra con đường cho con gái tôi mà còn mở ra một tương lai tốt đẹp cho cả gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn nhân chân thành từ cả đồng mình lên ông. Ông là những tưởng là nguồn động lực vô cùng lớn lao giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh Quân và anh Hà, những người đã luôn đồng hành và là cầu nối giữa gia đình tôi và anh trong suốt những năm qua. Gia đình chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt đẹp ấy và nguyện sẽ nỗ lực sống tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn để không phụ lòng đáp lại những ân tình đã nhận được mà còn để tiếp tục chia sẻ với thể hiện của mình cảm thấy. Xin kính chúc tất cả các sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn những nghĩa cử cao đẹp này sẽ luôn được tiếp tục. Tôi cảm thấy là xin chân thành cảm ơn. Quyền sẽ cùng tiến lên sân khấu để chụp hình cùng với lại hai người cha của mình. À, thưa quý vị, và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời Dad sẽ chia sẻ cảm xúc của mình khi ngày hôm nay được trở lại Việt Nam và cũng như là được gặp gỡ lại những người con và cũng như là những người bạn những cộng sự của mình ạ. Good evening, my family. Xin chào các bạn. Firstly, are you going to translate from there or here? Yeah. Simone. Okay. Firstly, thanks to my brother, Mr. Kong, for your kind words at the beginning, and your excellent passion and work is what enables Vietnam family to function and to be united together. So Kong, my brother, thank you for everything that you do. Và niềm đam mê và công việc tuyệt vời của anh là những gì đã giúp cho gia đình Việt Úc hoạt động và đoàn kết với nhau. Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm. Việt Úc family is not about numbers.
Yes, there are 920 members in the family today. However, what is important is each individual person, you. Gia đình Vạn Phúc không phải là về số lượng. Vâng, hiện tại gia đình chúng ta tự hào đã có 920 thành viên. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là mỗi cá nhân chính là các bạn. Vietnam Family exists to support and inspire capable, committed people with the right attitude of selflessness to have the opportunity to better their own lives and the lives of their family. Being chosen, accepted, and supported by Vietnam family will not make you successful. Gia đình Việt Quốc tồn tại để hỗ trợ và truyền cảm hứng cho các bạn có năng lực tận tụy với tinh thần đúng đắn của sự vị tha để có cơ hội cải thiện cuộc sống của chính mình và cuộc sống của gia đình chúng ta. Được gia đình Việt Quốc lựa chọn, chấp nhận và hỗ trợ sẽ không khiến bạn thành công. However, it gives you the chance for you to make a success of yourself and the lives of those around you. Don't waste that chance. Grab it and never let it go. Dù không khiến chúng ta thành công, tuy nhiên nó mang đến cho bạn một cơ hội để tạo nên thành công cho bản thân bạn và còn hơn nữa là cuộc sống với người xung quanh. Đừng lãng phí cơ hội đó, hãy nắm bắt và đừng bao giờ để vụt mất. Wearing the Vietnam shirt is great, but it changes nothing. It is what is inside of you that changes everything. You are in Vietnam family because you can change your life without support, care and love. À, thưa quý vị, ở đầu giờ thì chúng ta cũng đã được mặc lên phía mình những chiếc áo đồng phục rất là tự hào của gia đình Việt Quốc, thật là tuyệt vời. Nhưng nó không thay đổi nhiều, nhưng nó sẽ thay đổi bên trong của chúng ta mọi thứ. Và ở trong gia đình Việt Quốc, vì bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng sự hỗ trợ, chăm sóc và tình yêu của chúng ta có với nhau. Make the change happen. Congratulations to the new delegate graduates. Good luck to those still studying and good health to all of you and your families. I am proud to be your dad. Xin được chúc mừng cho các bạn sinh viên hôm nay đã tốt nghiệp. Chúc may mắn cho những người đang học và chúc sức khỏe cho cả chúng ta và gia đình. Đại sứ thân hào, xin được cảm ơn. Tôi là bố của các bạn sinh viên. Xin được mời đến với đại sân khấu và xin được mời hai bạn sinh viên của chúng ta sẽ tiến lên sân khấu để nhận một bằng khen. Đây là một truyền thống của gia đình chúng ta. Chúc mừng cho hai bạn sinh viên đã vượt qua 4 năm đại học tuyệt vời. Xin được trân trọng chúc mừng em Dương Minh Hiếu đang theo học tại đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và em Đoàn Quang Minh đang học tại đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Không thật, mang giá trị về tinh thần vô giá để đánh cho hai bạn.
love my house. We are Little Family. Cầm bàn tay rồi cho tay yêu hơn, khi đã xa
Rồi, ba mươi điểm thôi. 1, 2, 3.
Một đêm say bạn có sao em không phải nói. À quên luôn rồi. Nè, một nè, mà đêm nè, cũng ly nè. Một đêm say, một, hai, xin mời các bạn. Come on.
không có đúng tên ban đầu. Chúc mừng A2 10 điểm. Bạn A3 không có điểm. Bài hát thứ 8 bắt đầu. Rồi, bàn B1. 1, 2, 3. Rồi bây giờ chúng ta chọn chúng 10 người hay là đi về, xong.
Rồi, ok, xin được chúc mừng Phật Tử nha. Kính thưa quý vị, và bạn có số điểm cao thứ nhì, đó là 40 điểm, đó là bạn B1. Lời nói nó có sức mạnh vô song. Khi mà chúng ta quen biết nhau rồi, cái lời nói này nó sẽ kéo vào cách chúng ta gần hơn nữa. Nhưng với những người xa lạ thì nó có sức mạnh để giúp cho chúng ta làm quen với nhau, chúng ta mở lòng hơn với nhau. Và khi chúng ta có một sự hiểu lầm nào đó với lại người bạn của mình, cũng cái lời nói này nó sẽ hàn gắn mối quan hệ của chúng ta. Đó là hai từ cảm ơn, thank you. Và ngày hôm nay buổi gặp này, tất nhiên tất cả chúng ta mang một cái ơn rất là lớn của Dad Robert. Nhưng mà bên cạnh Dad Robert thì còn rất là nhiều người nữa đã hỗ trợ chúng ta. Đôi khi là những người con mang ơn bố mẹ của mình, đôi khi bố mẹ cũng phải cảm ơn các con của mình đã cố gắng sống tốt trên cuộc đời này. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc điều tuyệt vời chúng ta dành cho nhau. Trên tờ giấy này sẽ có 5 sticker. Chúng ta sẽ tìm đến những người mà đôi khi họ đã giúp chúng ta một quyền gì đó. Hôm nay chúng ta sẽ hiện hữu cái lời cảm ơn đó. Ủa chị xin bị lộn ra vậy chị? Dán mình lộn vậy? Rồi em nói đùa thôi. Rồi xin được mời tất cả chúng ta cùng đứng lên nào. Ok, xin mời điều tuyệt vời dành cho nhau. Xin được cảm ơn chúng ta.
một hai.